Chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói về tiểu sử Giáng Son, sự nghiệp của huấn luyện viên Sinh Mai Son. Có lẽ cái tên Giáng Son không mấy quen thuộc đối với thế hệ trẻ bây giờ. Thế nhưng đối với những ai hâm mộ những ca khúc dân gian, những nhóm nhạc đầu thập niên 2000 thì quá quen thuộc tên Giáng Son. Nhạc sĩ Giáng Son, tên thật là Tạ Thị Giáng Son. Cô sinh ngày 1 tháng 2 năm 1975 tại Hà Nội. Có thể gọi cô bằng nghệ danh là Giáng Son hay Giáng Son đều đúng. Nữ nhạc sĩ vốn là con gái út của nghệ sĩ Chèo Bích Ngọc và nhà giáo nhân dân nhạc sĩ Hoàng Kiều. Cô đã được tiếp cận âm nhạc dân gian từ khi còn rất nhỏ. Từ khi 5 tuổi, cô đã được học lớp đào tạo piano. Năm 10 tuổi, nữ nhạc sĩ đã có bài tác sáng đầu tiên trong đời. Trong quá trình học tập, Giáng Son gặp được thầy giáo Đàm Linh. Người thầy này đã hướng dẫn cho cô cách sử dụng chất liệu âm nhạc dân tộc trên thủ pháp của âm nhạc phương Tây. Chính vì vậy mà những sáng tác sau này của cô đều mang sự kết hợp giữa dân gian và hiện đại. Cô tốt nghiệp hệ trung cấp năm 1994, khoa sáng tác. Tốt nghiệp đại học năm 1999, chuyên ngành sáng tác khoa lý luận, sáng tác, chỉ huy. Tốt nghiệp thạc sĩ năm 2009, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ít ai biết được rằng, cô từng là ủy viên ban chấp hành của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Hiện tại đang giữ chức Phó trưởng khoa kịch hát dân tộc tại Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Đời tư của nhạc sĩ Giáng Son. Là một nhạc sĩ, giảng viên nổi tiếng, thế nên Giáng Son khá kín đáo trong đời tư. Cô kết hôn vào tháng 3 năm 2009 với Nick Velter, quốc tịch Mỹ. Nữ nhạc sĩ gặp Nick Velter tại quán cà phê khi cô đến nghe ban nhạc của bạn biểu diễn. Tuy nhiên 5 năm sau đó, Giáng Son thông báo đã ly hôn với Nick Velter. Hiện tại, Giáng Son dành thời gian chủ yếu cho công việc giảng dạy. Thời gian còn lại thì cô tập trung vào lĩnh vực hoạt động âm nhạc, đọc sách và chăm sóc cây cảnh. Con đường sự nghiệp của nhạc sĩ Giáng Son. Xuyên suốt con đường sự nghiệp âm nhạc của mình, Giáng Son đã đạt rất nhiều thành tựu cá nhân. Dòng nhạc của Giáng Son rất đặc trưng và khác biệt. Phong cách âm nhạc của cô mang sự nữ tính, tình yêu tuổi trẻ và giao mùa Hà Nội. Những tác phẩm của nữ nghệ sĩ luôn đổi mới và thay đổi thể loại âm nhạc liên tục. Giáng Son thành lập nhóm Năm Dòng Kẻ. Trong khi đang theo học Nhạc viện Hà Nội, Giáng Son cùng bạn thân thành lập nên ban nhạc Exotica vào năm 1998, gồm có 5 thành viên. Nhóm nhạc thường xuyên biểu diễn tại các quán bar, cà phê tại Hà Nội. Tuy nhiên nhóm nhạc nhanh chóng tan rã bởi vì mâu thuẫn nội bộ. Năm 1999, Giáng Son và bạn thành lập nhóm nhạc Yuka. Nhóm nhạc thể hiện các sáng tác chủ yếu của Giáng Son, thủ lĩnh của nhóm. Năm 2000, nhóm nhạc đổi tên từ Yuka thành tên Năm Dòng Kẻ. Cuối năm 2003, nhóm nhạc chính thức phát hành album đầu tay, Em. Những ca khúc trong album hầu hết đều là sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son. Trong đó ca khúc Cỏ và Mưa được đánh giá tích cực của các chuyên môn. Sau khi phát hành thành công rực rỡ album Em trên các phương tiện truyền thông, nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ bắt đầu phủ sóng hàng loạt trên các chương trình, sân khấu lớn. Trong quá trình hoạt động, Năm Dòng Kẻ từng được trao tặng danh hiệu nhóm nhạc xuất sắc nhất từ Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Thậm chí báo Tiền Phong nhận định Năm Dòng Kẻ là nhóm nhạc nổi tiếng nhất vào thời điểm đó. Sự nghiệp của Giáng Son sau khi rời khỏi Năm Dòng Kẻ. Năm 2005, vì bận công tác giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, Giáng Son không thể thường xuyên góp mặt đi biểu diễn cùng nhóm tại Sài Gòn. Để không ảnh hưởng đến hoạt động nhóm, nữ nhạc sĩ quyết định rời khỏi cương vị thủ lĩnh. Sau khi rời nhóm, cô tập trung vào sáng tác và công việc giảng dạy. Trong giai đoạn này, nữ nhạc sĩ đã sáng tác nhiều ca khúc có giai điệu hay. Năm 2007, Giáng Son phát hành album đầu tiên mang tên mình. Album Giáng Son là bước ngoặt đánh dấu vai trò là nhạc sĩ của cô. Album được đề cử ở hạng mục Album của năm tại giải thưởng nhạc cống hiến lần thứ 3. Cuối năm 2015, Giáng Son tiếp tục cho ra album phòng thu thứ 2, Bóng Tối Ra. Nữ nhạc sĩ tiết lộ cô đã dành thời gian 8 năm để hoàn thiện album này. Tại giải thưởng âm nhạc cống hiến lần thứ 11, Bóng Tối Ra đã giành chiến thắng ở hạng mục Album của năm. Từ năm 2015 cho đến nay, Giáng Son đã sáng tác rất nhiều ca khúc cho các ca sĩ. Giáng Son đã góp hơn 20 ca khúc cho vở nhạc kịch Kiều của Nhà hát kịch Việt Nam. Ngoài ca hát, sáng tác âm nhạc và công tác giảng dạy âm nhạc, Giáng Son còn làm ban giám khảo cho nhiều cuộc thi âm nhạc. Đặc biệt phải kể đến cuộc thi Sinh Mai Son. Qua chương trình, cô nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn.
xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.